Quý vị và các bạn, các bác cùng em thân mến, như quý vị và các bạn cùng em đã biết, dây quang hay dây optical, một trong những phụ kiện không thể thiếu trong mọi dàn âm thanh hiện nay. Cái chất âm, cái bộ dàn âm thanh có hay hay không mà cũng phụ thuộc rất nhiều vào những cái dòng dây quang, dây optical, một trong những cái sản phẩm mà đã được Quang Minh tuyển chọn rất là kỹ để chia sẻ đến quý vị và các bác cùng em, chính là cái dòng dây quang của Hitachi bãi Nhật, nguyên bản nguyên zin từ đầu jack đến dây dẫn, khả năng truyền tải tín hiệu thì cực tốt, chưa đến 200.000 một sợi, giá cực kỳ tốt. Anh em mà đang sử dụng những cái dòng dây quang kém chất lượng và chất âm thì nó không hay. Thứ hai là nó dễ xảy ra hiện tượng là nó hỏng, truyền tải tín hiệu không tốt. Anh em đầu tư thêm một chút bằng những dòng dây quang bãi, dây quang xịn chất lượng cao này, cái chất âm, cái bộ dàn âm thanh của anh em nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Rất nhiều anh em đã sử dụng Hitachi, là một trong những cái thương hiệu rất là lớn và trong lĩnh vực âm thanh thì có rất nhiều cái sản phẩm mà Quang Minh cũng đã chia sẻ cho anh em, rất nhiều cái dòng dây tín hiệu hay là dây loa của Hitachi và cái dây quang của Hitachi này, một trong những sản phẩm chất lượng cao. Dây quang, dây optical này để kết nối từ TV xuống DAC giải mã, hoặc là từ TV xuống những con âm ly có tích hợp DAC giải mã, hoặc là những cái thiết bị khác có hỗ trợ cái cổng quang, cổng optical ấy. Hiện nay hầu như tất cả các smart TV hiện nay, những dòng TV internet đều sử dụng cái ngõ out ra âm thanh chính là cái cổng optical, cổng quang, mà muốn sử dụng được cái đường quang, đường optical ấy, anh em sẽ phải sử dụng những cái dòng dây quang. Một đầu anh em sẽ cắm vào cổng quang của TV, đầu còn lại thì cắm vào DAC giải mã hoặc trực tiếp vào những cái thiết bị có cổng quang giải mã, có cổng quang này. Rồi khi anh em sử dụng, anh em thì rút cái đệm mút cao su ra cắm vào thiết bị, cắm một đầu cắm vào cổng quang của con giải mã, đầu còn lại đâu này anh em sẽ cắm vào cái cổng cổng quang của TV, cải thiện chất âm cho những dàn âm thanh của anh em, khác hẳn cho những dây quang kém chất lượng này. Hitachi bãi dây quang nguyên bản nguyên zin từ đầu jack đến dây dẫn, khả năng truyền tải cực kỳ tốt, chân tiếp xúc là mạ vàng, cắm rút vô cùng êm ái và chặt chẽ, không bao giờ xảy ra hiện tượng lỏng lẻo. Dây được bọc bằng một cái lớp vật liệu đặc biệt rất là mềm và mịn này, bảo vệ cốt dây phía trong cực kỳ tốt. Sử dụng thì anh em sẽ rút cái đệm mút cao su ra và khi không sử dụng đóng nó lại để tránh những cái tác nhân bên ngoài, những cái bụi bẩn nó ảnh hưởng đến cái khả năng truyền dẫn. Kích thước duy nhất là 1,5 m, chỉ có 185.000 một sợi. Và ngoài cái bản 1,5 m ra thì sẽ có những cái bản dài hơn, ví dụ như bản 3 m hoặc 5 m với bản màu đen này, cũng là dòng dây quang bãi của Hitachi này. Cái bản màu đen này thì sẽ có hai kích thước để anh em có thể lựa chọn, thứ nhất là 3 m và thứ hai là 5 m. Tương ứng là 3 m nó sẽ là 320.000 và 5 m sẽ là 350.000 một sợi. Và ngoài những cái bản của Hitachi thì sẽ có một số thương hiệu khác của Gillette thì anh em biết đấy, một trong những thương hiệu đến từ Singapore. Như cái dùng dây quang của Gillette này, và cái bản của Gillette thì cũng rất là đặc biệt, với một đầu truyền thống là đầu thẳng và một đầu vuông góc này, anh em có thể sử dụng ở trong những không gian hẹp rất là tiện nha. Và đặc cái điểm đặc biệt nữa là cái đầu này, anh em có thể xoay, có nghĩa là cái dây quang anh em sẽ thể xoay nhiều hướng khác nhau, rất nhiều hướng khác nhau này, rất là tiện, cực kỳ tiện luôn. Ví dụ như cắm vào con DAC này để anh em thấy, như cắm vào con DAC cũng của Gillette này để anh em thấy được cái dữ liệu của anh em rất là chắc, mặc dù xoay này nhưng không, vẫn đảm bảo cho anh em về cái khả năng truyền dẫn nha, xoay nhiều hướng cực kỳ tốt đấy, cái đầu vuông góc của cái dòng dây quang Gillette. Và cái bản dây quang Gillette của Singapore này thì cũng có một kích thước duy nhất là dài 2 m và một sợi như này là 280.000 một sợi. Và bên cạnh đó sẽ có một cái dòng dây quang chất lượng cao nữa, cho lên thì đến từ Canada, bản cao cấp rồi, đến những cái đệm mút cao su nó được thiết kế rất là đặc biệt này, anh em có rút ra thì nó sẽ không bao giờ nó bị thất lạc mất. Đó. Khi mà không sử dụng anh em sẽ đậy nó vào này để tránh ảnh hưởng đến cái chân tiếp xúc phía trong, cái chân tiếp xúc này là chân mạ vàng đấy, đúc nguyên bản nguyên zin này đấy, cốt dây rất là đẹp, cầm rất là chắc. Và cái điểm đặc biệt của cái dòng dây quang Ultralink là sẽ có chiều theo cái chiều mũi tên đấy. Dây quang hay dây tín hiệu có chiều theo cái chiều mũi tên này thì anh em nên sử dụng theo cái chiều mũi tên này để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Sử dụng cái chiều mũi tên này cũng rất là dễ, cái mũi tên nó quay ngược so với ngược phía đầu jack và cái bên truyền tín hiệu, và cái đường mũi tên nó quay ra về cái phía đầu jack là cái bên nhận tín hiệu. Cái mũi tên quay ở phía nào thì bên đấy đó là phía nhận tín hiệu và ngược lại sẽ là bên truyền tín hiệu. Và cái bản Ultralink hàng bãi xịn này, nguyên bản nguyên zin này, dài kích thước duy nhất là 1,8 m là 480.000 một sợi nhá. Rất là chắc chắn, chất lượng cao nên chỉ có 480.000 một sợi thôi. Trên đây thì Quang Minh có chia sẻ đến quý vị và các bác nghe một số cái mẫu dây quang hàng bãi nguyên zin nguyên bản từ đầu jack đến dây dẫn, khả năng truyền tải tín hiệu là cực kỳ tốt anh em nhé. Hitachi 1,5 m là 185.000 một sợi.
Hitachi bản màu đen 3 mét là 320.000, 5 mét là 350.000. Gillette Singapore một đầu thẳng và một đầu vuông góc này, dài 2 mét 280.000 một sợi. Và cuối cùng Ultralink nguyên bản zin Canada, Ultralink Canada một sợi kích thước duy nhất 1,8 mét là 480.000 một sợi. Quý vị và các bác mà cần những dòng dây quang này thì vui lòng liên hệ với Quang Minh 0944737321 Hà Nội, thì anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 609 Trương Định, Hoàng Mai. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bác cùng em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em trong những video clip kế tiếp.